Thưa quý vị, dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, mức độ nguy hiểm đang gia tăng từng ngày và Đà Nẵng trước đó đã quyết định áp dụng những biện pháp cách ly xã hội toàn thành phố, còn ngày hôm nay thì Quảng Nam tiếp tục đối mặt với tình trạng khó khăn trong việc chuẩn bị tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mới tiên lượng nặng. Và hầu hết các trường hợp phát hiện mới cho đến thời điểm hiện tại chủ yếu là có liên quan tới Đà Nẵng. Vậy tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũng như là các địa phương khác? Khả năng chống chế dịch ở lần sóng thứ hai này sẽ như thế nào? trong tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay của chương trình bác sĩ trần văn phúc tới từ bệnh viện sanh hà nội để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về vấn đề này à, xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, xin chào khán giả kênh truyền hình vtc 14 vâng ạ à, với những gì mà đã diễn ra trong mấy ngày hôm nay thì bác sĩ đánh giá như thế nào về ổ dịch tại đà nẵng ạ à, chúng ta trong cái bối cảnh mà toàn cầu đang phải sống cái cuộc sống giãn cách xã hội tại nhà Thế và người dân phải mặc cái bộ quần áo phòng dịch không khác gì với lại cái cảnh ở trên một cái trạm không gian vũ trụ cùng với lại những các cái quả bom nhiệt hạch như là Mỹ, như là Ấn Độ, rồi châu Âu thì chúng ta không ngạc nhiên khi mà xảy ra một cái làn sóng thứ hai ập vào Đà Nẵng và nó chuyển ra các cái tỉnh thành khác. Do vậy trong những các cái ngày qua chúng ta liên tục nhìn thấy rằng là những các cái số liệu bệnh nhân tăng lên rất nhiều, lên tới mấy chục con số cái điều đó không phải là cái chuyện ngạc nhiên và chúng ta hoàn toàn có những các cái hiểu biết có những cái dự đoán trước về cái tình hình dịch bệnh trong cái đợt này tuy nhiên là với cái làn sóng thứ hai này chúng ta nhìn thấy rằng nó khác hoàn toàn so với cái lần trước lần trước chúng ta chỉ là những các cái ca xâm nhập và những cái ổ bùng phát nhỏ cũng như là những các cái ổ lây nhiễm trong cộng đồng nhưng trong một cái phạm vi nhỏ nhưng lần này thì chúng ta đã bùng phát lên với một cái số lượng rất lớn và chúng ta không kiểm soát được cái số bệnh nhân lúc ban đầu thế ừ. do vậy là cái mức độ nó nguy hiểm nó hơn nhiều so với cái lần trước. Ừ. À, bác sĩ đánh giá ra sao về cái mức độ nguy hiểm của ổ dịch bệnh viện đa khoa đà nẵng so với ổ dịch bạch mai trước đó? À, tất cả những cái so sánh thì chúng ta sẽ không thể nào đưa ra được những các cái điều để mà lượng hóa so sánh cùng với nhau. À, nếu như cái ổ dịch bạch mai lần trước có một cái đặc điểm rằng chúng ta đang rất ít những cái thông tin hiểu biết về virus sars cov -2 thế nhưng mà đến cái ổ dịch của đà nẵng đợt này thì chúng ta đã có rất nhiều kiến thức do vậy là với cái ổ dịch của bạch mai thì số lượng bệnh nhân không nhiều như ổ dịch đà nẵng bây giờ tuy nhiên rằng cái ổ dịch đà nẵng bây giờ thì lại có cái lợi thế hơn là chúng ta rất dễ để có những các cái biện pháp chủ động hơn so với lại cái ổ dịch bạch mai lần trước nhưng không vì thế mà chúng ta có cái thái độ chủ quan và trong suốt cái thời gian qua ủy ban tất cả những các cái bộ phận ban ngành từ cái ban chỉ đạo quốc gia đã rất chú trọng đến những các cái công tác mà luôn luôn tìm ra những cái biện pháp tối ưu nhất để chúng ta làm sao dập được cái ổ dịch Đà Nẵng. Điều đó muốn nói lên rằng cái ổ dịch Đà Nẵng trong cái đợt này là rất nguy hiểm chứ không phải là một cái ổ dịch ở cái mức độ bình thường. Vâng, rõ ràng là không nghi ngờ gì nữa, Đà Nẵng đã trở thành một ổ dịch rất lớn và lan ra các tỉnh thành khác. Theo bác sĩ nhận định thì số ca mắc có liên quan tới Đà Nẵng trong thời gian tới thì sẽ lên tới như thế nào? Và cả những ca tử vong nữa khi mà chúng ta vẫn có tới hơn 10 ca hiện nay đang trong tình trạng nguy kịch. À, chúng ta biết rằng là khi nói tới một cái dịch thì bao giờ người ta cũng quan tâm tới cái hệ số lây nhiễm, nó gọi là cái hệ số R0 hệ số lây nhiễm chúng ta hiểu đôm na rằng tôi lấy ví dụ hệ số lây nhiễm R0 bằng 3 có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người ban đầu bị nhiễm mà không được kiểm soát gì cả thì sau một thời gian cụ thể ví dụ như sau 4 ngày sẽ lây cho 3 người và 4 ngày sau nữa thì 3 người đó lại lây tiếp cho 9 người và 4 ngày sau nữa thì 9 người đó lại lây tiếp ra 27 người và con số cứ thế nó nhân lên gấp bội và trong một tháng có thể lên tới vài chục nghìn bệnh nhân tức là con số rất khủng khiếp. À, tuy nhiên nó cũng phải chịu những các cái tác động của yếu tố môi trường, yếu tố khí hậu, yếu tố những các cái thói quen phòng chống dịch à, cụ thể như người dân Việt Nam đang có ý thức phòng chống dịch rất tốt và cái khí hậu của mình nó cũng tương đối nóng đang mùa hè thì nó cũng không thuận lợi với lại đặc điểm virus sars cov à, với những các cái đặc điểm như vậy thì bằng những các cái mô hình toán học trên thế giới cũng như là những cái hiểu biết về dịch tễ của bản thân chúng tôi cá nhân tôi dự đoán rằng là tổng số bệnh nhân mắc từ Đà Nẵng mà ra những ca nhiễm cộng đồng mà lan ra thì chắc là không đến quá 400 bệnh nhân và đến bây giờ cái con số chúng ta vẫn đang ở cái mức mà cho phép chúng ta đang kiểm soát được chứ chưa đến mức mà nhiều quá. Vâng. ở giai đoạn mới này thì dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng rồi và sau Đà Nẵng thì Quảng Nam cũng là một trong những địa phương được ngành y tế nhận định là có thể sẽ trở thành ổ dịch sẽ bùng phát trong thời gian tới. Vậy ở cái giai đoạn chống dịch mới này sẽ khác như thế nào so với giai đoạn mà chúng ta đã chống dịch trước đây trong cái giai đoạn chống dịch trước đây chúng ta có 100 ngày chiến đấu với lại dịch trong cái trạng thái là toàn thế giới đang biết rất ít những thông tin về virus sars Sacovi. Do vậy là những các cái biện pháp ở trong cái giai đoạn trước chúng ta phải quyết liệt hơn cái bằng chứng là chính phủ đã yêu cầu là đầu tiên tất cả những các cái ổ dịch mà sau khi phát hiện chỉ cần một hai ca lây nhiễm ví dụ như sơn lôi ví dụ như hạ lôi ví dụ như là phường trúc bạch vân vân những các cái nơi xuất hiện một vài bệnh nhân lây nhiễm thôi ngay lập tức là đã phải cách ly xã hội tuyệt đối cái khu vực đó thế nhưng mà đến cái thời điểm này thì chúng ta có nhiều thông tin rồi chúng ta sẽ khác đi thay vì chúng ta cách ly một làng một xã thậm chí một phường hoặc cả một khu phố lớn thì chúng ta chỉ khoanh vùng những các cái ổ nhỏ những một cái đoạn phố ngắn một uh, khu vực một số nhà dân mà có liên quan để chúng ta tiến hành cách ly dập dịch và xử lý nó đúng mức uh, ở tầm cao hơn tức là ở mức uh, quốc gia ở mức xã hội thì trong cái giai đoạn trước 100 ngày chúng ta đã phải thực hiện giãn cách xã hội toàn đất nước và khi thực hiện giãn cách xã hội toàn đất nước đó chính là phương pháp dập dịch tốt nhất để chúng ta khống chế dịch. Nhưng ngược lại, đối với giai đoạn này, mặc dù số lượng bệnh nhân của chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta đã khống chế bằng cách là chúng ta chỉ thực hiện giãn cách xã hội đối với lại Đà Nẵng và sau đó là đến Hội An và có thể Quảng Nam, một số những cái tỉnh khác tùy theo tình hình mà chúng ta tự quyết định điều đó nó thể hiện rằng chúng ta đã chủ động rất nhiều trong cái việc phòng chống dịch để chúng ta không bị động và chúng ta làm thế nào để phát huy được phát triển được kinh tế với hai mục tiêu khác kép vừa chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội. Vâng, thưa bác sĩ với những kinh nghiệm chống dịch ở giai đoạn đầu, bước đầu chúng ta thành công rồi, thì bác sĩ nhận định như thế nào về khả quan um, ừ, khống chế cái đợt dịch lần này và nếu như mà khống chế chúng ta cần khoảng thời gian là bao lâu? Tôi cho rằng là cái đợt dịch lần này số lượng bệnh nhân tăng lên rất nhiều Thế và chúng ta ban đầu mọi người rất quan tâm đến cái ca F0 Tức là cái ca đầu tiên để mà lây nhiễm Chúng ta mất dấu và chúng ta không tìm được Nhưng điều đó theo tôi cũng không phải là quá lo sợ Khi chúng ta đã khoanh vùng được cái ổ dịch đang ở Đà Nẵng Và bây giờ lan sang chỗ Quảng Nam là nhiều hơn hẳn Thế thì với những cái biện pháp dập dịch ngay như Đà Nẵng đang rất quyết liệt là cách ly xã hội, giãn cách xã hội ở Đà Nẵng thì tôi cho rằng thời gian chỉ trong vòng cỡ độ 3 tuần chúng ta sẽ kiểm soát được cái tình hình này. Và chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan trên đất nước cũng không có cái gì phải đáng lo ngại lắm. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là chúng ta không nhất thiết phải áp dụng những các cái biện pháp quá khắc nghiệt ở các cái thành thành phố các cái tỉnh thành khác mà khi mới có một số những ca nhiễm à, cùng với lại cái năng lực xét nghiệm của Việt Nam bây giờ đã phát triển lên rất nhiều à, một ngày Đà Nẵng có thể xét nghiệm lên tới hơn chục nghìn ca và tiến tới có thể xét nghiệm cả thành phố Đà Nẵng à, điều đó có nghĩa rằng các cái tỉnh khác chúng ta cũng có thể phát hiện những ca bệnh sớm và chúng ta cùng với lại truy vết cùng với lại khoanh vùng thì cùng với lại cách ly những các cái cá thể bị bệnh thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được. Và trong tình hình đại dịch của thế giới như vậy thì chúng ta không có cách nào là chúng ta cũng phải sống chung với dịch. Cái bình thường là chúng ta có bệnh nhân, cái bình thường là chúng ta có những bệnh nhân tử vong. Còn nếu chúng ta chỉ mong muốn không có bệnh nhân nào trên đất nước Việt Nam không có tử vong, theo tôi đấy là cái bất thường và điều đó không thể có được, không thể xảy ra. Được, vâng. thể xảy ra. Tuy nhiên thì chưa có vaccine phòng dịch thì cuộc sống của chúng ta hẳn là vẫn còn những sự lo lắng và bất an. Vậy thì bác sĩ muốn chia sẻ như thế nào với người dân để chúng ta có thể sống chung với đại dịch mà vẫn cảm thấy an toàn? cái thông điệp mà tôi muốn chuyển đến người dân là virus sars cov -2. nó có một cái đặc điểm rất nhỏ bé mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được để nhìn thấy nó chúng ta hoặc là phải sử dụng đến kính hiển vi điện tử phóng đại ở cái mức rất khủng khiếp chúng ta mới có thể nhìn thấy virus sars cov -2 hoặc là chúng ta chỉ có thể nhìn nó bằng trí tuệ bằng cái đầu của chúng ta vậy với mỗi người dân việt nam chúng ta cần phải trang bị những kiến thức nhiều hơn nữa có những hiểu biết nhiều hơn nữa thì chúng ta mới nhìn được virus sars cov ở đâu để chúng ta phòng tránh à, và khi chúng ta có những hiểu biết chúng ta tuân thủ theo những cái hướng dẫn của cơ quan chức năng mà tôi muốn nhấn mạnh đầu tiên là đeo khẩu trang thứ hai là rửa tay dưới xà, xà phòng dưới vòi nước chảy thứ ba là thực hiện những các cái biện pháp mà giãn cách về mặt vật lý tiếp xúc vật lý cố gắng làm sao không đến những chỗ đông người và nếu có tiếp xúc chúng ta giữ khoảng cách an toàn trong vòng 1 mét và nếu được 2 mét thì càng tốt ngoài ra là chấp hành những các cái biện pháp phòng bệnh vệ sinh cá nhân theo hướng dẫn của bộ y tế vẫn phát trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tin nhắn và chừng đấy thôi thì tôi cho rằng mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài và chúng ta dập dịch bằng trí tuệ, bằng trái tim, bằng nhiệt huyết của mình thì chúng ta sẽ chiến thắng cái đại dịch này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa của bác sĩ Trần Văn Phúc. Và thưa quý vị, với những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.